Cảm ơn, xin chào toàn thể các bác nhé. Thì ở video của ngày hôm nay em sẽ tiếp tục lên và giới thiệu cho các bác về một số cái mẫu giảm thanh để cho anh em chơi những cây con đô các bác nhé. Đấy, các bác nào mà muốn mua giảm thanh mà chơi thì êm mà giá thì hợp lý, các bác có thể theo dõi hết video giúp em nhé. Hàng của em gửi đi cho các bác là hàng miễn phí, ship được đồng kiểm nhé. Em sẽ ship cút sale đi 63 tỉnh thành đến nơi các bác kiểm tra hàng trước khi thanh toán để là quyền lợi các bác nhé. Trước khi giới thiệu về ba mẫu giảm này thì em có một con giảm thanh lý, em sẽ thanh lý cho anh em giá cực kỳ là rẻ, chỉ từ 150.000 nhé. Đây, trên tay em đang cầm cái mẫu giảm này là mẫu giảm Bút Xi này. Hiện tại con này thì em thanh lý cho anh em 150.000. Tại sao em thanh lý thì em nói luôn, con này nó bị thiếu mất cái ốc định tâm ở đây các bác. Đây, đây, như con này nó có cái ốc, có ốc định tâm này để anh em bắt cái này vào cành này. Đấy, khi anh em gắn vào cành em siết cái này lại nhé. Nhưng cái giảm này của em thì nó bị mất nhé. Cái lô này em vừa nhập về có một cái nó bị thiếu thì em thanh lý cho anh em giá là 150.000 nhé. Đấy, 150.000. Anh em nào mà ở nhà, con này là phi 30 nhé, anh em ở nhà mà có cái ốc định tâm này rồi, ốc bắt vào cành rồi thì anh em có thể lấy con này về, giá vô cùng hợp lý. Nó là một con giảm mới 100% nhé. Thanh lý cho anh em có một cái duy nhất, giá là 150.000, bao ship tận nhà cho các bác nhé. Đấy, nếu anh em ở nhà có cái ốc bắt vào cành này rồi thì anh em không ngại lấy con này, giá chỉ 150.000 thôi. Đấy, còn bây giờ em sẽ giới thiệu cho các bác về một con giảm Bút Xi nhé. Đấy, con này với con thanh lý nó giống nhau nhé, nó cùng một hãng. Tất nhiên con này thì nó có đầy đủ hết cho các bác nhé. Đấy, con này thì có lỗ triệt khí lùi ở ria các bác, lỗ triệt khí lùi ở ria nhé. Giá công khai cho các bác và anh em con này là 300.000, bao ship tận nhà cho các bác nhé, đến nơi các bác kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Đấy, còn nói về con giảm này thì hiện tại là em sẽ dùng cho bác bộ ruột này 1, 2, 3, 4, 5, 5 vách các bác, 5 vách bằng nhôm, 5 vách nhôm mạ đồng cực kỳ là đẹp và chắc chắn các bác nhé. Đấy, con này thì là vách đã được nhà máy chạy CNC các bác nhìn này, 10 cái đều nhau như cả 10, rất chi là đẹp, chuẩn chỉ và chất lượng các bác nhé. Đấy, giá bao nhiêu ạ? 300.000, bao ship tận nhà cho các bác nhé, một con giảm ống Bút Xi phi 30 nhé. Con này thì trên thị trường các bác và anh em đang bán là 320.000. Hôm nay em để cho bác giá 300.000, bao ship đến tận nhà cho các bác nhé, đến nơi cho bác kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Một con giảm âm bút neo, bút neo 3 khúc nhé, à 1 khúc nhé, giá là 300. Đấy, còn bác nào muốn lấy 3 khúc thì em lên cho bác cái mẫu giảm âm bút neo nhé, Bút Xi, Bút Xi 3 khúc tiến lùi này. Con này có 1, 2, 3, 4, 5, 6 vách các bác, 6 vách bằng nhôm. Đấy, tiến lùi 3 khúc, về anh em nào chơi cô những cây thẳng dài anh em lắp cả 3 khúc, còn anh em nào chơi những cây talon hoặc cây mini thì anh em có thể lắp 1 khúc, 2 khúc nhé. Đấy, đây, tiến lùi 3 khúc, tháo lắp rất chỉ là dễ dàng các bác. Bác nào mà chơi những cây mini thì anh em lắp 1 khúc. Đây, anh em bắt cái ốc định tâm này vào cành nhé, anh em siết ốc này, sau anh em xoáy này vào. Đấy, đấy, cái này là anh em có một con giảm 1 khúc rồi. 1 khúc các bác chơi, con này có 6 phách chạy CNC, phách nhôm mạ đồng cực đẹp các bác nhé. Đấy, giá của con này thì em để giá công khai cho bác nhé, giá bao nhiêu ạ? 350.000, bao ship tận nhà cho các bác nhé, đến nơi các bác kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Đấy, con giảm âm này thì đều là những cái mẫu giảm âm nhập các bác nhé, hàng nhập. Các bác là lưu ý cho em, các bác để ý những cái mẫu giảm âm, những cái mẫu giảm âm hàng nhập khẩu ấy thì các bác chơi bao giờ nó cũng rất chỉ là êm các bác. Đấy, mà giá cả thì em để cho bác con này là 350.000, giảm âm Bút Xi tiến lùi 3 khúc phi 30 các bác nhé. Đấy, giá thì vô cùng là hợp lý rồi, nên các bác nào mà chơi những cái dòng phi 30 thì các bác thấy ưu điểm của nó nhỏ gọn đúng không, rất chỉ là hay, chơi thì khá là êm rồi các bác. Đấy, đây là những cái mẫu giảm âm trong tầm tiền mà đều là những cái sự lựa chọn hàng đầu cho bác nhé. Đấy, còn bác nào lấy sang con muốn định tâm liền khối này thì bác có thể lấy sang con Sumo cho em nhé. Các bác lưu ý cho em là tất cả các mẫu giảm âm này phi 30, phi 35 hoặc phi 48, phi 50 các bác đều có thể lắp được cho cành 16 nhé. Đấy, ví dụ trước đây các bác đang dùng cái giảm phi 30 này, giờ các bác lắp xong giảm phi 35 đều được nhé. Vì ở đây có lỗ cành thì nó đều là phi 16, đuôi chuột lỗ cành phi 16, còn khung thì anh em lắp vào khung nó cũng khung nào cũng như khung nào đối với tất cả các dòng xương cá để cho anh em chơi con đô nhé. Nhiều anh em không biết, các bác
cứ tưởng là của mình thì đang 30 mình không thể dùng 35 được, và một số anh em cứ tưởng là của mình 35 không thể dùng 30 48 được nhé. Đấy là một cái sai lầm rất là tệ hại của các bác khi các bác chơi đấy. Đây con này là con giảm ấm sumo có định tâm liền khối này. Các bác nào mà ưa thích những cái dòng có định tâm liền khối thì đây em lên cho bác con giảm sumo. Đây là một cái sự lựa chọn rất đáng cân nhắc cho bác nhé, trong tầm tiền nhé. Con này thì em để giá công khai cho bác là 350.000 nhé, 350.000 bao ship tận nhà cho các bác nhé. Con này thì các bác sẽ dùng bộ ruột của nó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 vách nhôm các nhé. Các bác dùng bộ ruột này là 7 vách nhôm này. Hiện tại cái bộ ruột này thì em con giảm âm này em đang để cho bác giá là 350.000. Cái này là hàng Việt Nam các bác nhé. Đấy, chơi cũng rất là êm, các bác nhìn này. Bộ ruột này thì sẽ là đúc các bác nhé, đấy đúc. Con này thì có lỗ thoát khí lùi ở đằng sau các bác nhé, đây có chích thoát khí lùi ở đằng sau đây các bác nhé. Đấy, một con giảm sumo như này thì đang được bên em bán giá công khai bao nhiêu ạ? 350.000 bao ship tận nhà cho các bác nhé. Đến nơi các bác kiểm tra hàng trước khi thanh toán giảm ấm sumo nhé. Đây, 1 2 3 4 5 6 7 vách phi 35, các bác chơi cực kỳ là êm ái và thoải mái nhé. Đấy, con giảm ấm Bossy giá là 300.000 bao ship nhé. Con này thanh lý là 150.000 nhé. Con Bossy phi 30 phi 35 tiến lùi 3 khúc giá bao nhiêu? 350.000 này. Con này một khúc là 300 này. Sumo là 350.000. Đấy, đồng giá 350.000. Các bác sẽ có hai sự lựa chọn. Một là con giảm ấm Sumo phi 35 định tâm liền khối giá 350. Con giảm ấm Bossy phi 30 giá là 300. Con Bossy một khúc phi 30 sẽ là 300.000 các bác, bao ship tận nhà cho các bác. Đấy, thì một cái video rất là ngắn thôi, em xin kết thúc video tại đây nhé. Bác nào muốn mua hàng thì vui lòng gọi điện trực tiếp đến hai đầu số của shop để đặt hàng các bác nhé. Còn bây giờ thì em xin chào, hẹn gặp lại các bác và anh em ở những video sau. Cảm ơn các bác theo dõi video của em hôm nay.